Nhạc sĩ Đức Huy từng vượt biên tị nạn sang hải ngoại sau năm 1975 nhưng trong túi chỉ có 30 đô la Mỹ. Rồi sau nhiều năm ông đã hối hận và trở về sống ở Việt Nam. Liệu Đức Huy có cuộc sống như thế nào khi phải trải qua vô số lần di cư và vượt biên, sau đó có mối tình với người vợ kém tới 4 con giáp? Hãy cùng đón xem nhé! Nhạc sĩ Đức Huy có họ tên đầy đủ là Đặng Đức Huy, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1947 tại Nam Định, nhưng ông lại lớn lên giữa những khúc quanh của cuộc sống tại Sơn Tây thủ đô Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình công giáo nên từ khi còn nhỏ, cuộc sống của ông đã đầy rẫy biến động. Chỉ mới 4 tuổi ông đã phải chuyển qua sống với cô rồi lại ở với bác. Đức Huy thèm một cuộc sống ổn định mà cũng quá xa xỉ. Ông từng có một câu nói khiến tôi khá xót xa, đó là chẳng thà 10 năm hạnh phúc, còn hơn cả đời bất hạnh. Năm 1954, gia đình ông quyết định di cư vào Nam theo làn sóng lớn lúc bấy giờ. Tuy nhiên trước khi vào Nam thì nam nhạc sĩ đã phải trải qua một hành trình lưu lạc đầy mệt mỏi. Họ đi từ Đà Nẵng, Đà Lạt đến Nha Trang và cuối cùng dừng chân tại Sài Gòn. Thành phố này đối với ông mang rất nhiều hy vọng cho cuộc sống ổn định, nhưng sự thật sau đó đã tát thẳng cho ông một cú đau, bởi vì lần ra Sài Gòn này chỉ là mở đầu cho một đoạn đường tiếp tục lưu lạc sau này. Nhưng thú thật tôi cũng không biết đây là họa hay phúc, vì đa số nghệ sĩ thời đó đều sáng tác bằng cảm xúc và tình cảm thật chứ không công nghiệp như âm nhạc hiện tại. Cho nên nếu cuộc sống của Đức Huy quá êm đềm, chưa chắc ông đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng như hiện nay. Khả năng âm nhạc của ông được người anh họ là nhạc sĩ Nguyễn Vũ phát hiện khi ông mới 15 tuổi, trong khi gia đình vẫn còn sống tại Đà Lạt. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông quyết định thi vào Đại học Văn khoa Sài Gòn chuyên ngành văn chương Anh. Thời sinh viên ông vừa học, vừa tham gia vào nhiều ban nhạc trẻ như Revolution và Strawberry Fall. Nhạc phẩm đầu tay của ông có tên là Khóc Hạ, ra đời vào năm 1967. Tiếc rằng nó không được công bố, có lẽ vì ông còn chưa tự tin với tiếng nói nghệ thuật của mình. Thế nhưng 2 năm sau vào năm 1969, nhạc phẩm Cơn Mưa Phùn ra đời và ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới trẻ thời bấy giờ. Có thể nói đây là một cú lội ngược dòng đầy ấn tượng. Ông đã chinh phục được khán giả và bắt đầu được ghi nhận như một nhạc sĩ có tài năng. Tuy nhiên đến năm 1972, một biến cố lớn đã đẩy Đức Huy vào con đường phải lưu lạc sau này. Đó là khi vừa tốt nghiệp Đại học Văn khoa, không biết do bị ép buộc hay tự nguyện mà ông đã nhận lệnh động viên và nhập ngũ vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà đa số những người có nhập ngũ ở miền Nam đa số đều muốn di tản vì nỗi lo chính trị. Thật đáng tiếc là mặc dù có bằng cấp và khả năng tiếng Anh tốt, nhưng ông lại phải theo con đường trở thành binh nhì ở Bình Dương thay vì học tiếp sĩ quan. Nhập ngũ là vậy nhưng không có nghĩa là ông từ bỏ đam mê âm nhạc. Đức Huy vẫn tiếp tục sáng tác và biểu diễn như một cách giải khuây của đời lính áp lực. Cuộc sống của ông từ những năm tháng thiếu thốn, chuyển nhà muôn nơi rồi đến lúc khám phá ra đam mê và rồi lại phải đối diện với lệnh nhập ngũ đã khiến ông quá khó khăn. Cuối tháng 4 năm 1975 tuy cũng quyết định di tản nhưng Đức Huy không kịp về với gia đình để cùng đi, thế rồi ông mất liên lạc với họ trong dòng người hỗn loạn chen chúc nhau. Sau này ông sang tị nạn ở Philippines, tuy khó khăn nhưng ông vẫn tận dụng khả năng ngoại ngữ để tham gia tổ chức giúp đỡ người tị nạn. Một người bạn Mỹ đã giới thiệu cho ông cơ hội chăm sóc hai đứa trẻ lai Việt, đổi lại ông có thể rời trại sớm đến San Francisco. Lúc đến Mỹ ông chỉ có vỏn vẹn 30 đô la Mỹ trong túi. Công việc đầu tiên của ông là phục vụ trong một nhà hàng Việt Nam, một khởi đầu khiêm tốn nhưng cần thiết. Nhờ tiếng tăm từ những năm ở quê hương, ông nhanh chóng gia nhập giới chơi nhạc ở San Francisco, vừa hát vừa đàn cho một ban nhạc ở khu phố tàu. Điều này không chỉ mang lại cho ông nguồn thu nhập mà còn kết nối ông với niềm đam mê âm nhạc. Ông quyết định theo học nhạc căn bản tại San Francisco City College. Quyết định này thể hiện sự cầu tiến và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ngẫm lại, thật cảm động khi thấy một con người vượt qua sóng gió để tìm kiếm hạnh phúc và cống hiến cho đời. Kể từ năm 2004, nhạc sĩ Đức Huy bắt đầu nhiều lần trở về Việt Nam, tham gia biểu diễn trong các chương trình ca nhạc nổi tiếng như Duyên Dáng Việt Nam. Năm 2005, ông phát hành album và Con Tim Đã Vui Trở Lại, như một lời khẳng định rằng âm nhạc luôn là bến đỗ an yên trong cuộc sống. Để tri ân khán giả, ông cũng đã từng chuẩn bị cho live show Những Gì Đến Tự Nhiên tại Hà Nội để kỷ niệm 60 năm cống hiến cho âm nhạc. Mặc dù đã 77 tuổi nhưng nam nhạc sĩ vẫn giữ được sự trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Nghe nói bí quyết của ông chính là nhờ vào sự yêu thương và chăm sóc của người vợ trẻ hơn ông đến 44 tuổi.
một độ tuổi chênh lệch bốn con giáp khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, nhưng sau cùng nhìn lại, chỉ cần họ hạnh phúc thì ai gièm pha đều vô nghĩa. Vợ ông là một người rất lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân, nhiều người nói đây chính là một chuyện tình cổ tích. May thay nhạc sĩ Huy cũng dư thừa lãng mạn không kém vợ. Huỳnh Thư vợ ông từng chia sẻ, sau 10 năm chung sống, mỗi khi cô ấy hạ nhiệt thì nhạc sĩ Huy lại tiếp nhiệt ngay. Thời gian sinh em bé vợ ông có nhiều việc bận rộn, thỉnh thoảng quên đi những khoảnh khắc lãng mạn của họ nhưng Đức Huy thì luôn nhớ. Tôi đã rất ấn tượng với câu nói của nhạc sĩ Đức Huy, đó là chẳng thà 10 năm hạnh phúc, còn hơn cả đời bất hạnh. Khi ông chia sẻ về cuộc sống bên vợ, tôi thấy được hình ảnh một người nghệ sĩ không chỉ sống vì âm nhạc mà còn tràn đầy hạnh phúc gia đình. Ông tâm sự rằng vợ mình là nguồn cảm hứng bất tận cho ông. Quý vị có biết tại sao hay không? Riêng tôi thì rất hiểu và đồng cảm với Đức Huy, chính tuổi thơ của ông phải chuyển nhà muôn phương. Những người như vậy càng mong ước có một mái ấm thực sự có người đợi mình, nhất là lúc trước Đức Huy cũng từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau năm 1975 lựa chọn ra đi là của ông, nhưng lại bị chi phối rất nhiều vào sự hỗn loạn của Sài Gòn lúc đó. Sau này khi đã bình tâm lại, Đức Huy vẫn quyết định ở lại lâu dài tại Việt Nam, điều đó thể hiện dù xa quê hương nhưng chưa bao giờ Đức Huy quên quê nhà. Và lần thứ hai này ông đã lựa chọn quê hương Việt Nam. Nhớ lại những ngày đầu trở về nước, ông thừa nhận rằng mình đã phải đối mặt với không ít áp lực kinh tế. Ông trải lòng, áp lực đầu tiên mà ông học được là tiền. Không có tiền thì gia đình dễ đổ vỡ. Trong những lúc khó khăn nếu không vững vàng, rất dễ có người thứ ba xuất hiện. Ông hiểu rằng khi mình mất phương hướng có người đến thấu hiểu hoàn cảnh sẽ khiến mình dễ dàng xiêu lòng. Nhưng ông cũng thẳng thắn nhận ra, đôi khi đó chỉ là liều thuốc tạm thời cho những cơn nhức đầu. Nam nhạc sĩ và vợ sau có hai đứa con, một trai và một gái. Ông rất yêu trẻ con nên muốn có càng nhiều con càng tốt. Đức Huy có một cách chia sẻ rất thú vị về cuộc sống gia đình. Ông bảo rằng vợ mình hơi chậm chân vì phải đến tận 60 mấy năm mới tìm thấy ông. Nhưng thực ra ông cũng cố tình để người ta bắt mình, như thể cuộc đời đã cho ông một cơ hội để làm lại từ đầu. Thời điểm ấy, ông cảm thấy như mình đang gãy gánh bắt đầu từ con số 0 nên chẳng nghĩ gì đến chuyện lập gia đình. Có lẽ những lúc phong độ và yêu đời chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu những khó nhọc mà ông đã trải qua. Rồi khi đứa con đầu lòng ra đời, ông mới nhận ra rằng đó chính là duyên số. Ông còn thừa nhận mình thật ngốc nghếch khi ở cái tuổi đó mà lại quyết định kết hôn. Bạn bè thì thường hỏi ông sao lại làm khổ bản thân như vậy. Nhưng thật lạ là sau 6 năm, ông lại đón nhận thêm một nỗi khổ nữa là đứa con thứ hai. Thật đúng là cuộc sống đôi khi chả theo kịch bản nào cả. Nghe ông tâm sự, tôi không khỏi cảm thấy nỗi trăn trở ùa về, khát khao hạnh phúc và tình yêu chân thành. Cuộc sống dù có nhiều thử thách, nhưng với ông tình yêu và sự thấu hiểu đã giúp ông vượt qua tất cả. Nếu quý vị cũng ngưỡng mộ mối tình hơn nhau bốn con giáp này, thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp theo trong tương lai.